Khoa Pu có giàu hơn Huấn Hoa Hồng không Khánh Chạch Gai? Tôi nghĩ là Khoa Pu giàu hơn mọi người ạ. Khoa Pu bây giờ làm trên nền tảng mạng xã hội TikTok các thứ, một ngày kiếm 1 tỷ, mà một năm là 365 tỷ, xong lại đem tiền đi đầu tư sinh lời chỗ khác. Khoa Pu giàu hơn Huấn Hoa Hồng đấy mọi người ạ. Huấn Hoa Hồng đã bảo là bảo Khoa Pu về Việt Nam bỏ tiền ra từ thiện, thi ra may từ thiện nhiều. Nói thế thôi, nó về thật thì có dám bỏ ra không, toàn bỏ mấy triệu ra quay clip đăng lên, như còn không không gì đâu nhá, không bằng Khoa Bu đâu. Khoa Bu chân thật chất đấy, vẫn giàu nhưng mà không giàu Khoa Bu được. Nói chung quý hai người Khoa Bu vẫn hồng rất là quý, còn ok anh em. Khánh Sky, ông trùm đất Bắc nào lại trêu bạn. Tôi có phải bố già đường biên mấy cả ông trùm đất Bắc giống đại tá đâu mà. Tôi người bình thường thôi, ông trùm đất Bắc nghe ghê quá. Đất Bắc nhiều trùm lắm, nhiều đại ca lắm, mình tuổi gì không? Mình chỉ là gọi là sương sương thôi. Tầm gọi là chung chung thôi chứ mình làm sao mà mình trùm mấy cái gì. Trùm gì giờ không phải đi tù là sướng lắm rồi, ngồi nhà chơi TikTok đúng không? Là OSK chùm vào vào kho mà nằm à. Thôi đừng ai gọi tôi là chùm nhá, gọi tôi là mafia thôi nhá, ok anh em.